Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Dạo gần đây thì mình thấy một lượng lớn newbie chúng ta tham gia vào cái con game Thánh Địa AFK này các bạn ha. Rồi, cơ bản thì mình đã có từng rất 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 nhiều những cái video hướng dẫn về newbie các bạn. Tuy nhiên, chưa có một series nào mà mình hướng dẫn từ đầu tới đích. Kiểu như là chúng ta sẽ đi từ map 1 mà lên tới map 4x, 5x luôn các bạn. Kiểu như là chơi lại từ đầu tất cả luôn á. Nhưng mà kiểu như vậy thì chúng ta sẽ phải tốn rất là nhiều thời gian. Nhưng mà đợt này thì mình hứa mình sẽ quyết tâm tạo thành một cái series. Bên kênh chính này thì mình sẽ note lại những điểm cần chú ý của newbie mà các bạn cần lưu ý. Còn bên kênh kênh mới của mình thì các bạn, mình có một cái kênh mới y chang cái kênh này, nhưng mà cái avatar là hình của con Libeta. Thì trên cái kênh đó bạn, trên cái kênh đó thì mình sẽ record lại nhật ký hàng ngày, là mình làm gì mình sẽ record lại nhật ký hàng ngày luôn cho các bạn tiện theo dõi. Còn bên trên kênh chính này thì mình sẽ note lại những điểm cần chú ý, và mình sẽ thường xuyên cập nhật một số cái thông tin quan trọng như là cái danh sách code này, rồi danh sách mong muốn nên mua gì ở shop nào, nên đổi gì trong các sự kiện nào, rồi chúng ta sẽ ưu tiên tài nguyên nào, chúng ta sẽ đi những sự kiện như nào, mình sẽ hướng dẫn qua cái kênh mới. Còn bên kênh kênh chính các bạn, còn kênh mới các bạn thì mình sẽ làm nhật ký hàng ngày. Và tất nhiên thì khi đã quyết định làm series này thì mình chắc chắn là phải đầu tư thêm thời gian một xíu vào đó, để cho chúng ta có những cái kết quả giống như 3 ngày chúng ta có thể đi map 2 máy 3 máy, để cho các bạn có thể có cách để chúng ta bào tài nguyên hoặc là chúng ta đi chơi một cách mà nó dễ nhất các bạn, dễ dàng nhất cho newbie. Rồi, ok, thì đó là một số cái thông báo của mình về về cái những cái dự định sắp tới của mình ha. Mình thấy dạo này newbie cập bến rất là nhiều, và những cái thắc mắc của bạn xoay quanh rất là nhiều vấn đề đánh boss của các biển rủi CR, hành lang ác mộng, rồi đã boss ban hội, rồi kể cả xây dựng team 1, team 2, team 3, team 4, team 5, những team đã leo map theo cái kiểu meta mới. Newbie thì chúng ta leo map cái kiểu nó rất khác với cái ạc OD các bạn. Tất nhiên à, câu đi chúng ta chơi mấy năm, dàn tướng chúng ta vô cùng phong phú, nên là chúng ta sẽ có một cái dàn tướng leo map vô cùng đồ sộ và dễ chơi. Còn đối với newbie của bạn thì chúng ta thiếu rất nhiều tướng, chúng ta cần phải chơi theo cái cách đó là chúng ta combine những cái con support ngon, chúng ta combine những cái con tăng cơ ngon hoặc là hyper carry ngon kẹp chung lại với nhau đó, tạo thành một cái team leo map được. Chứ còn nếu mà đã tạo thành một vài team hoàn chỉnh giống như là những ad OD đang có tại giống như mình hiện tại thì rất khó cho các bạn. Rồi, thì cái chủ đề video ngày hôm nay các bạn, chủ đề video ngày hôm nay thì mình sẽ nói một xíu về việc chọn lựa giữa con Diamond và con Scarlet làm hyper carry đầu game. Thì ngày xưa cái con Diamond của chúng ta là một trong những cái con tướng mà bắt buộc newbie cần phải có từ lúc cái con tướng này ra mắt ha. Từ lúc Diamond ra mắt các bạn thì gần như Diamond luôn luôn là vị tướng được gọi tên, và đây là vị tướng mà chúng ta sẽ bắt buộc chơi nếu các bạn muốn có một giai đoạn newbie dễ chơi và dễ thở. Và gần như tất cả các người chơi, gần như là 99,9% các bạn, khi mà chúng ta sở hữu sớm một cái con Diamond đầu game này thì việc mà các bạn vượt map rất là ngon và rất là dễ. Nhưng mà thời thế đã thay đổi rồi các bạn, thời thế đã thay đổi thì hiện tại đầu game thì chúng ta không quá quan trọng là chúng ta chơi Diamond hay không, tại vì chúng ta có một cái con tướng không gian khác, nó gánh cái trách nhiệm là gánh đam, nó gánh trách nhiệm là gánh đam và kéo team, đó là cái con Rem. Thì cái câu hỏi đặt ra các bạn, câu hỏi đặt ra thì hôm nay thì mình sẽ so sánh vài con carry. Ở đây thì chúng ta có 2 con đem lên bàn cân là vô cùng hợp lý, đó là cái một vài con ha. Chúng ta xách 3 con, một là Diamond, hai là cái con tướng carry hệ người mang ánh sáng là con Scarlet, và ba là cái con tướng kiểu như carry và đam phụ của hệ sát đó là quý nhân Simona. Thì ba cái con tướng này thì đâu là cái con tướng mà là các bạn nên lên làm carry trong giai đoạn đầu game các bạn, trong giai đoạn đầu game tức là từ map 1 đến khoảng map 10 mấy, hoặc là các bạn có thể làm đam phụ đã kẹp chung với con Rem, thì đâu là cái con tướng mà các bạn nên lên nhất. Rồi, chúng ta quay trở lại với meta cũ một xíu. Thì đây mình ngày xưa với cái khả năng là tạo khiên và rút máu từ kẻ địch, và nó có một cái trang bị độc quyền rất là ngon các bạn, đó là khi mà đã tiêu diệt được cái địch thì nó sẽ chôm được cái vĩnh viễn hiệu quả tấn công và phòng thủ của mục tiêu, trong khi mà khiên máu của Diamond đang được sử dụng nếu mục tiêu chết các bạn. Càng về cuối trận thì Diamond nó càng trâu và nó có sát thương để kết liễu mục tiêu, nó khá là ngon. Cái nhược điểm chí mạng của con Diamond là vào đầu trận thì nó khá là dễ chết, do đó thì nó cần đi chung vào với một vài con support có khả năng khống chế tốt hoặc là gánh đam tốt. Ví dụ như là chúng ta có con sư, chúng ta có con sư thường, chúng ta có con sư thường, chúng ta có Thoran chết đi sống lại và hồi sinh gây CC hỗn sợ,
hoặc là chúng ta có cái con Aegis Awakening khống chế cứng một mục tiêu đối với những con khó chịu như là Isabella hoặc là những con gây đam hàng sau của bạn. Dùng con này khống chế hoặc là một vài con tướng có khả năng lôi những cái con tướng khó chịu từ đằng sau về như là cái con Nara, không thì Aeron các bạn, không thì Aeron. Những cái tên khá là quen thuộc đối với meta ngày xưa mà chúng ta leo map xoay quanh đây mình, không thì chúng ta dùng Lika để boost tốc. Rồi, còn bây giờ thì meta nó cũng tương tự như vậy, tuy nhiên với sự xuất hiện của rất là nhiều con ở Awaken, đặc biệt là cái con này các bạn, ở Awaken Chimera. Nếu mà đầu game các bạn sở hữu sớm một mảnh ở Awaken Chimera các bạn thì các bạn kẹp chung vào team leo map xoay quanh con Rem là cực kỳ mạnh. Mạnh ở đây là tại vì con AC của chúng ta nó có cái chiêu này Thánh Địa Cõi Hồn, giúp cho tướng của mình nó sẽ được bất tử thêm vài giây và nó bonus thêm một cái chiêu gọi là trì hoãn tử vong, giúp tướng có khả năng tồn tại thêm và gây đam lên đội hình địch khá là ngon. Tuy nhiên, giống như mình đã nói lúc nãy ha, hiện tại cái vai trò Hyper Carry thì Diamond nó không còn gánh nữa mà nó đã chuyển sang con Rem. Con Rem là cực kỳ toàn diện các bạn, so sánh với con Ensama, Ensama đâu đó tầm khoảng được 5 điểm thì con này phải 10 điểm, điểm chênh lệch phải gần gấp đôi, không được gấp nữa. Ensama 4 điểm, con này phải 10 điểm. Nói chung là điểm số giữa con Rem và con Ensama là một trời một vực, và con này xứng đáng là con gây đem cực kỳ mạnh cho giai đoạn newbie. Hiện tại thì gần như là không có con tướng nào có thể so sánh được với con Rem các bạn trong giai đoạn newbie hết. Nhưng mà các bạn, khi mà các bạn đầu game á, chúng ta sẽ không có sở hữu được cái con Rem các bạn. Tại vì khi mà chúng ta xâm tướng đầu game thì chúng ta sẽ cài đặt danh sách mong muốn, và tất nhiên trong này sẽ không có con Rem. Con Rem thì 2-3 ngày sau khi chúng ta chơi thì chúng ta mới sử dụng cái chức năng đồn trú lính để chúng ta đổi đá không gian, và chúng ta đổi cái con Rem từ, chúng ta thuê Rem từ bạn bè. Do đó đầu game thì chắc chắn với các bạn là chúng ta sẽ không có sở hữu được cái con Rem này. Và đầu game thì như vậy, thì đầu game chúng ta sẽ bắt buộc lựa chọn ra một vài cái con tướng để làm vai trò gánh đem từ map 1 tới tầm khoảng map 12, 13, 14 các bạn. Nếu mà các bạn may mắn, các bạn đầu game các bạn xâm ra được cái con Chimera ở Awakening, không thì các bạn xâm ra vài con như là Sư ở Awakening hoặc là Belinda ở Awakening, không thì cái con Athalia ở Awakening, không thì những cái con khác. Những cái con khác các bạn, thì cái vai trò gánh đam đầu game thì cái chuyện đó nó quá đơn giản rồi. Cái chuyện mà các bạn xâm ra được cái con Awakening để các bạn chơi 1-2 ngày đầu là được map mười mấy, thì cái chuyện nó quá đơn giản rồi các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ nói với trường hợp chung, đó là rất nhiều người chúng ta sẽ không sở hữu được cái con tướng Awakening đầu game. Thì chúng ta sẽ lựa chọn một vài con để làm carry. Ở đây thì có 3 con giống như mình đã nói ha. Chúng ta có Diamond, chúng ta có quý cô Simona và chúng ta có con Scarlet. Thì mình đã nói với Diamond xong, giờ chúng ta sẽ quay sang con Scarlet các bạn. Scarlet là một con tướng người mang ánh sáng, tuy nhiên trong người cô thì mang năng lượng của bóng tối bí ẩn và hào quang bóng tối với cái chiêu nổ tạo rất là nhiều quả cầu từ trời dội xuống. Hiện tại Scarlet vẫn là một con tướng rất mạnh, dùng để đi map, đi bot và đi PvP. Nói chung là kể cả các chế độ này, chế độ nào cũng được. Tuy nhiên PvP thì hiện tại nó gọi là meta thì meta không nổi các bạn. Meta PvP xoay quanh con Scarlet thì chắc chắn với các bạn nó meta không nổi so với cái meta hiện tại. Tuy nhiên cái vai trò đi bot và cái vai trò đi map hiện tại con Scar vẫn khá là ổn nha các bạn. Kể cả đi chúng ta có đi bot như là bot ban hội nè. Chúng ta có bot ban hội, hai cái con bot chuẩn ban hội là con Sorem và cái con bot Quick. Ngoài ra thì còn một vài cái con khác như là bot Simra, giá băng, bot lửa vân vân. Giai đoạn đầu game khi các bạn chưa có tướng, các bạn dùng con Scar này để đi bot ban hội, bot nước ban hội các bạn là cực kỳ ngon. Rồi nói bot thì có nhiều bạn sẽ không hình dung được những cái con bot mà mình nói là con nào, thì những cái con bot đó là trong một vài cái chế độ sâu các bạn. Đây bot ban hội, hai con bot cơ bản đó là bot Quick và con bot Sorem, thì đầu game Scarlet các bạn có thể dùng để đi được và bot trong vương quốc bị sáng. Tuy nhiên lời khuyên của mình đó, khi mà newbie thì các bạn xây con tướng thì chắc chắn nó sẽ không có ngon bằng việc là chúng ta thuê. Đầu game tốt nhất các bạn cứ nên thuê một con tướng về xách vào để đi bot ban hội là ổn nhất. Còn cái việc đi map của con Scar thì với cái bộ kỹ năng của mình, khi con Scar này nó chọi cái chiêu nổ xuống các bạn thì đối phương sẽ dính năng lượng bóng tối và những năng lượng này sẽ phát nổ và sẽ làm choáng đối phương các bạn, vừa gây đam thêm đam và vừa làm choáng đối phương. Như vậy thì Scar có thể đứng thoải mái và gây đam liên tục đến khi đối phương gục thì thôi, nếu mà có những con support hỗ trợ. Và cái con tướng này hoàn toàn có thể làm cái con carry để làm team phụ vào team 2 khi các bạn bắt đầu lên map 31, tức là các bạn sẽ không chỉ phụ thuộc vào một mình cái con Rem để leo map nữa và cần một con carry khác để leo map, đó là con Scar. Thì so sánh sức mạnh giữa con Scarlet, cái con Simona, cái con Simona và cái con Diamond, khi mà các bạn vượt qua được cái chương 32, chương 31 các bạn bắt đầu sử dụng hai team để leo map, thì nếu mà có đầy đủ support từ
những cái con support khác. Ví dụ như là chúng ta sẽ có sự support của con Jerome, người mang ánh sáng, chúng ta có cái con support là con Jerome, hoặc là chúng ta kẹp chung với một vài con tanker cơ khác, như là chúng ta có sự support của Ivan, chúng ta có sự support của Thoran, chúng ta có sự support của Sư Thường. Thì giữa cái con Diamond Simona và con Scarlet, thì để làm carry mà gánh team team 2 các bạn, thì mình sẽ đánh giá cái con Scarlet này cao hơn. Nói được một cái nữa là khi các bạn xây dựng về lâu về dài thì nó còn dùng rất nhiều về lâu về dài khi mà các bạn xây dựng team leo map, và để sau này chúng ta dùng nó leo bot nữa các bạn. Đây là cái ưu điểm của con Scar, đó là khi chúng ta xây được nó các bạn sẽ không phí và sau này tần suất sử dụng của bạn rất nhiều. Ưu điểm của Scar so với Diamond và Simona là nó ở cái điểm đó các bạn, đó là nó sẽ sử dụng rất là nhiều và tần suất sử dụng nhiều về sau. Còn cái con Simona thì về sau nó cũng sử dụng nhiều các bạn, nhưng mà so sánh về lượng dam giữa con Simona và cái con Scarlet khi mà gây dam trong cái giai đoạn tầm map 31 thì mình vẫn thấy cái con Scar nó nhỉnh hơn một xíu so với con Simona này. Mặc dù con Simona hiện tại cũng là một con tướng rất ngon nha. Nếu mà các bạn không lên được con Scarlet làm carry team 2, thì các bạn có thể quyết định lấy cái con Simona này. Và cái con tướng Simona này thì nó cũng vai trò về sau các bạn, thì nó cũng khá là ổn. Các bạn có thể kẹp chung với Awaken Simura để chúng ta làm team leo map rất mạnh các bạn, Simona. Nhưng mà giữa Simona và Ska, con Diamond thì mình vẫn đánh giá con Scarlet này ổn hơn. Về độ đa dụng nó sẽ đa dụng hơn khi các bạn đầu tư vào nó. Tuy nhiên, cái con Scarlet này nếu mà các bạn so sánh với con Diamond thì nó lại có một cái nhược điểm chí mạng các bạn. Nhược điểm chí mạng đó là Ska của chúng ta cần tài nguyên nhiều hơn để mạnh. Scarlet của chúng ta cần tài nguyên nhiều hơn để mạnh. Diamond thì đâu đó các bạn chỉ cần một con Diamond Sheet 20, tức là trang bị độc quyền cấp 20 các bạn. Diamond của chúng ta chỉ cần trang bị độc quyền cấp 20 và 3 món nội thất là đủ size ở nhà trọ đây các bạn. Còn đối với con Ska thì nó đòi hỏi tài nguyên nhiều hơn. Đó là các bạn cần phải có trang bị độc quyền cấp 30 các bạn. Nhưng mà các bạn biết đầu game thì các bạn đã phải cần nâng cái trang bị độc quyền cấp 30 cho con Rem. Và tới tầm cái map 31 thì các bạn lại ưu tiên quay sang nâng trang bị độc quyền cho cái con Awaken Belinda hoặc là con Lee Beta nếu mà các bạn xâm ra. Do đó thì đầu game thì chúng ta sẽ khó mà ưu tiên tài nguyên để nâng cho con Scarlet được, kể cả cái nội thất. Nội thất thì con Scar này nó cũng cần luôn cả 9 món nội thất các bạn. Nó cần luôn cả 9 món nội thất để cái đòn tối thượng của con Scar để đâu hơn, gây thêm 8 đòn tấn công nữa để cho nó đủ đam để clear và gây thêm chuỗi hiệu ứng CC làm trốn đối phương. Thêm bonus, thêm một cái khó của con Scar này đó là gì các bạn? Đó là về phụ điêu. Con Scarlet của chúng ta cần phù điêu các bạn tới 60 để cho nó mạnh hơn. Nhưng mà đầu game thì các bạn chỉ cần đâu đó phù điêu 30 là cũng tạm ổn các bạn. Nhưng mà con này lên phù điêu 60 nó mới thực sự mạnh và ngon. Thì con Scar này nhược điểm nó là vậy. Nhưng mà về làm carry trong giai đoạn tầm map 31 thì Scarlet của chúng ta chỉ cần đâu đó khoảng là trang bị độc quyền. Nếu mà được thì chúng ta lắp cho con này 3 món và chúng ta nâng từ từ lên thành 9 món. 9 món là tối ưu nhất cho Scar nha. Còn về trang bị độc quyền thì Sheet 20 là tạm ổn cho Ska dùng. Tại vì cái tầm này thì chúng ta ưu tiên rất là nhiều cho những cái con tướng khác các bạn. Các bạn có Rem, các bạn có Emilia, các bạn có Awaken Miranda hoặc là Awaken Simira. Hoặc là chúng ta cần có lên cho con Lee Beta nữa, chúng ta ưu tiên rất là nhiều. Và tầm này thì chúng ta sẽ thiếu, cái thiếu nhất của chúng ta chính là tài nguyên. Ở con Ska thì yếu điểm của nó so với Diamond là tài nguyên nó rất là thiếu. Nhưng mình so sánh về lâu về dài, tác dụng của con Ska nó vẫn hơn là con Diamond. Do đó trong cái giai đoạn đầu game thì nếu mà đánh giá theo thứ tự giữa ba con Scarlet, Diamond và Simona thì mình sẽ đánh giá con Scarlet này cao hơn một xíu so với sau đó kế tiếp là con Simona và cuối cùng là Diamond các bạn. Về cả sức mạnh, độ đa dụng và cái tần suất sử dụng sau này về lâu về dài, mình đánh giá con Ska này hơn so với ba con. Ok rồi, trên đây là những cái chia sẻ của mình về việc đó là chúng ta nên chọn Scarlet, Diamond hay là Simona làm carry đầu game các bạn, và chúng ta sẽ làm carry team 2, team 3 sau khi chúng ta vượt map 30. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay đừng quên like, subscribe và nhấn vào chuông thông báo để xem thêm các video mới nha. Mình hứa mình sẽ làm series newbie cho các bạn. Hy vọng dịp Tết này có tí thời gian để mình đầu tư mình làm. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt. Bye bye.